Khỏe không cô? Hả? À, đó. Dạ. À, gửi cho bà con coi. Gửi lời chúc đến tất cả những cô chú anh chị, những ai là mẹ, thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Chim cút về nướng hả? Nó có trứng nữa kìa. Chị, yeah. Phải không chị? Mấy em chơi đu đủ đi. Xe đu đủ này lớn nhất ở chợ này luôn nè. À, đây có trái bơ nè, trái cam, cam xoàn, với xoài, với sầu riêng. Rồi, chắc video của em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ, bao nhiêu sức khỏe nha. Đặc biệt hôm nay là ngày Mother Day ở Hoa Kỳ. Thì sẵn đây em xin gửi lời chúc đến tất cả những cô chú anh chị, những ai là mẹ, thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Thì hôm nay cuối tuần thì chúng ta cùng nhau đi ra chợ chơi nha, chợ Cô Giang. Chợ Cô Giang cuối tuần xem coi có món gì đặc biệt không nha. Nay có sự tham gia của má với bạn đồng nhỏ với nị nè. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Đâu rồi đâu? Đâu ở đâu vậy? Bơ gì? Bơ trái đó, trái bơ. À đây những cái xe đẩy bán trái cây nè. Đây có trái mận, trái ổi. Bánh bò châu đốc. Đây có bún bò Huế. Cái đào mua đây chụp mình hoài. Cái trái nó ăn giòn giòn giống như trái táo vậy đó. Bên kia có xe khoai mì nữa. À. Phải không cô? Hả? À, đó. Dạ. À, gửi cho bà con coi. Dạ. Xoài sầu riêng. Má mua gì má? Chanh này bán sao vậy? Hả? 37.000 ký. Lấy em nửa ký đi. Thấy trái chanh bự quá nè. Dạ. Không, nó ý là trái chanh của anh bán thấy bự nè. Hả? Đi phim vòng chợ chơi. À.
Ở đâu? Em qua đây nè, bên cô Bắc. Dạ. Rồi, cảm ơn. Có gì má? Chim cút ăn không? Chim cút hả? À, à biết má ngồi. Chim cút về nướng hả? Nó có trứng nữa kìa. Đây có cá lồng tông nữa hả? Đây là cá cá út à, cá út. Chim cút mà dắt nuôi á không á? Chim mình nuôi. Nuôi mà, có người này nuôi này nè. Nuôi người ta lấy trứng xong rồi. Nhiều quá đó, mình nướp giống như mình nướp gà rồi á. Mình nướp giống như nướp gà không chứ. Chưa mổ nữa. Con này ở đâu vậy con? Con này ở ở này ở Đồng Tháp. Ba bổ Đồng Tháp à. Đây đâu có phương này ăn cũng phương mà. Phương nó bị theo không? Ừ, nó cũng hay phương nó bìm lắm. Con mấy đực cái cái. Nhưng mà đực con cái chắc là cái á. Đây treo lên xe này. Đồng chở chanh cho ba đồng. Trái gì cho nó là trái gì? À, lựa lâu quá bạn đồng nhỏ không chịu. Quá trời. Bà ngoại mở hàng nữa là ta vô quá trời luôn à. Cúc người ta nuôi có số con này lấy trứng, số con thì ta làm thịt hả? À, vậy đi trước đi. À, đây là đường Cô Giang. À, đây là Cô Giang đi đến cầu Ông Lãnh nè. À, bên đây có những sạp khô. Nó mua gì nữa má? Để đưa anh sách ra. Để đưa anh sách ra. Hả? Má gửi vậy mà. Chợ sáng cuối tuần tấp nập nhộn nhịp. Bây giờ là mua chanh với mua cúc rồi. À, chúng ta đi tiếp tục coi má mua gì ở đây. Ủa má gửi đó gì má? Má không có mua. Sao hả? Má nói giá mình chín chục mình mua xong rồi nói trăm nha, tao mua đông quá nó trăm. À bà nói giá hai ba giá hả? À, nãy mày bán má 90 rồi ta vô đông quá kêu 100 ngàn.
mua gì? Không mua gì. Mua rau mà rau nghỉ hả? Đây đây. Ở đây nha, đi đi. Dạ. Đây. Đây. Theo ý ông Đồng á. Đây là đường Cô Giang nè, đây là hẻm Trường An Lý nè, hẻm 103 nè, hẻm nhà chú Dũng ha. Ở bên kia bán gì? Kia nó muốn nước mắm mà. Nước mắm Phú Quốc. Mà còn tất cả các hồn của dân tộc, hồn của hoa Việt Kiều. Việt Nam có bờ biển trải dài Nam Bắc, với hàng đều là nước ấm truyền thống từ đời. Đây rau cải. Quán đồ cúng. Đây ngày xưa là trường 30 tháng 4, bây giờ là sau đó thành hãng xe Isuzu, rồi bây giờ là xe Samco. Hả? Giờ thành ra gara xe hơi. Đu đủ nè, chị bán đu đủ rất là ngon nè, nhìn treo đủ rất hấp dẫn nè, mua treo đủ đi, anh đi trước anh mua treo đủ. Chị, phải không chị? Mấy em treo đu đủ đi. Xe đu đủ này lớn nhất cái chợ này luôn nè. Lớn nhất chợ, cái này lớn, cái này ngon. Rất là ngon. Nhiêu ký chị? Có 20 thôi. 20. Cho nó mấy mấy ký? Mấy ký rưỡi. Chẳng 50 luôn hả? Hay chà. Cái bự á, tôi cái bự nhất. Không sao, ngon là được rồi. Hôm nay về ăn liền luôn được không? Cảm ơn chị nha. Bán đu đủ rất là ngon, xe rất là nhiều trái chuyên đu đủ đó. Xe giờ cho quạch dưới này. Đây là chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn đang xây lại nè. Ngôi chùa rất là nổi tiếng ngày thời xưa. Có chú nói kế bên chùa Linh Sơn có cái hẻm, có lẽ là cái hẻm này ha. Để chúng ta sẽ gặp nhau trong video đi vô hẻm đó nha. Hôm nay đi chợ cùng má mà má đi hướng kia, tại vì bạn Đồng nhỏ đòi đi hướng này, ngược với má.
nên tôi phải quay ở đây thôi, tại xách đồ nhiều nữa. Khỏe không Tư? Có đồ mới nè. Có đồ mới hả? À, là nhà tâm nha, rồi áo phao nha, rồi lắp ráp người khổng lồ luôn. Nhiều quá vậy. Rồi nhà banh nữa nè. Nhà banh. Nhà banh nè. Ờ đúng 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 gu với bạn Đồng luôn. Thấy nào? Áo phao đi coi nè. Bắt này vô nghĩ chứ. Nè là gấp gáp nhà tòa nhà nè. Gấp gáp là khổng lồ luôn. Cái thành phố luôn. Ờ cái lắp ráp này dọn mệt lắm. Treo xe luôn. À treo xe luôn hả? Treo xe đem về. À rồi đi mua nhà banh luôn hả? Cái đó là nhà banh hả? Nhà banh. Nó nhiêu tiền không Tư? Nhà banh này 50. Áo phao cũng là 50 thôi. Dạ. Áo phao gì? Có đi chơi mà nghỉ sớm mà. Thôi áo phao để tự. Có kéo rồi. Chưa có bơi. Thì mở không có chơi. Để lâu nó xì. Nhà pháo đây là mở ra được không Tư? Nhà banh nha, không có banh chỗ đó đâu. Rồi. Nhà banh mà không có banh. Mở đi siêu thị. Rồi đi tiếp tục. Đâu Tư bán phụ tùng đi. Mua đủ cái siêu thị. Dạ. Phụ tùng mắc. Có mà bốn rổ mua. Đẩy cơ canh vô rổ. Bốn rổ á hả? Lắp gáp lên. Nó cũng rổ mà. Để bữa nào ra nữa đi ông Tư. Để chơi này chán đi rồi mua nữa. Dạ, chứ nó chơi này chán. Cái rổ bự lắm. Dạ. Tại nhà chứ. Dạ. Dạ. Biết chỗ hết à. Ủa đi mua bơ đâu? Hả? Đây có trái bơ nè, trái cam cam xoàn với xoài với sầu riêng. Lên nào, lên đây đứng nào, lên rồi đó. Đồng đứng sau xe hơi hả? Sầu riêng đó nhiêu ký? Trăm à? Rồi xoài. Sao đó sao gì chị? Sợi cát và lọc hả? Nhiêu ký chị? Vậy hả? Ở đằng kia thấy để 20.000 mà chứ không phải rồi ha. Cũng để là chữ sòi cát và lọc luôn, ghê chứ. À, nghe. Mua trái cây lại ủng hộ chị ở số mấy nè. Đây 162 cô Bắc nha. Ủa cô Giang chứ. Chị mai đồ luôn hả chị? Xoài á nó ăn thơm. Dạ. Nó xoài nhanh thì nó nhão mà nó không ngọt. Đúng rồi, nhìn trái bơ thấy chất lượng nè. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Thấy xuống chợ rồi, đi có chỗ bán xe bán chục nha. Dạ. Em mua cái đó là thêm xuôi. Dạ đúng rồi. Em đi tự đắng lại đây mà, em lại đây kiếm chị mà. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Số 162 cô Giang. À, chị tên gì chị? Chị Thảo hả? Ủa chị đưa tiền, đưa tiền. Nhiêu tiền vậy chị? 75. Dạ. Có mẹ đâu rồi? Áo. Mấy kia anh mua, anh có 15 ngàn không?
Dạ. Không. Có 10 giảm rồi. Dạ 10 ngàn. Chị bán đây nguyên ngày ha, bán buổi sáng. À, rồi, cảm ơn chị luôn. Chị bán đây buổi sáng không á chị? Bán tới 10 giờ. À, tới 10 giờ luôn hả? À. Rồi, đây là trường của bạn Đồng đây. Trường Mầm Non Cô Giang. Cơ sở 2. Ở đây thì có bún thịt nướng chị Tuyền. Rồi về phải không? Đủ chưa? Rồi chắc video của em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh ở ngoài chợ nhân ngày em Mother Day thì em cũng kính chúc những bà mẹ, những bà mẹ, những người mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, trái cây đây cũng rất là ngon này. Nhưng mà ở đằng kia thì mua trái bơ ngon hơn. Nên này là đằng kia mua bơ. Ở đây thì không có bơ.